kèo của nó vậy á. Không, đè cái lên liền không? Em không có được chờ chứ đó, em vừa lên là em vừa đè. Cái người nó lên. Hai này. Hôm bữa đánh thấy trận với mặt là Thái Lan đánh. Hôm qua thì thấy ok hơn. Tại cơ bản đánh cái tụi đánh với tụi đánh với tụi mà lai là tụi nó biết nhau rồi. Mấy đứa này là đã đánh với nhau rồi. Đó nào đánh nhau rồi. Cầu lên rồi nó xả liền. Chuyện nội kia nó tạt lại cái là má xúc quần này, tại vì đập càng mạnh người ta tạt lại càng dễ. Theo nó đèo hết nó lên luôn chụp khi vừa kê ha, tại vì mấy cái nó tạt lại nguy hiểm lắm. Bắt kịp đâu, sao bắt kịp được. Nó tay hay không? Tay lên lại móc kia. Hả? Trọng tài giao còn bỏ thì Việt Nam. Ủa, nó tập rồi nó lắc cái nhiệt. Nó vô nó đứng đó là nó bao hết. Tại sao đánh thêm bài là em đang đứng vị trí đó là nó sẽ bao hết được. Bao mấy trường hợp xấu hết rồi. Có phát mà ông vô nó không phát hả? À? Không. Tôi có đây này. Mới công thổi lên quá. Đâu yêu cầu đâu, đứa vô có cái người phát. Chắc nó hết rồi em. Chắc nó hết rồi. Trời, thằng vô sớm quá, mình vô đúng giờ vô lịch. Đẩy ra đúng bài của xe nó bay qua đây nó tán nè, vừa lên nó đẩy phát nó tay như này luôn. Thấy không, thấy không, nó đẩy vậy không ạ? Cầu nó nhanh chứ sao. Má nó cũng đập như mình thôi. Đập như mình vô cái đi thử rồi.
chết. Dễ chết à. Bung hoài đó. Đó là cái cổ tay nó khỏe lắm. Phải để cho nó có cầu độc nghe. Dễ ăn. Mà cá nó chu cặp đó không mạnh. Thấy anh coi thấy cặp Sonoda mạnh hơn một đất. Cao. Nó chỉ cần nâng lên tí là người ta từ đấy bắt rồi. Chứ đừng có nói nâng lên được. Hai mã hết luôn, đâu có chục này đâu ăn gì vậy? Hai mã hết. Mà nước ngoài hết mà. Đó là chính Việt Nam. Mấy năm nó bị nước ngoài. Đó, cái kia xếp 1 nó buông luôn nè. Cái xe 3 là... Giống như mới vô cảm giác cậu người tốt á. Rồi, cái nó bò luôn rồi. Nó đánh để nó nóng người ra không bỏ được. Đây có uống hình viên này. Bên kia mà nếu còn bên kia tuyệt vời. Nó đi gì nó thường không bao giờ. Đâu hôm qua thấy có liêu viên nào có liêu viên về nước mẹ luôn. Thì đó, nó luôn xong về mà. Rồi, rồi, rồi. Tập trung mà nó chưa thấy là cái công nghệ là bắn là về ngay đó nó vừa vào mà chơi cũng được đó mà được đó mà không biết chết đâu thấy nó thụ sâu không nước sâu nên nó cổ tay gót nó phù ghê lắm. Đủ hai mồng công nè. Hai em xinh đẹp mồng công. Má nó chạy giặt nè. Đúng quá đến CC 3 là 21 rồi 27 luôn rồi. Còn cái tài năng của Malai mà. Còn đó nó vừa rồi nó bị mổ gì á, nó nghỉ cũng khá lâu á, mới đánh lại. Có chi quay mà gót 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 hay không được bê hậu nguyễn của mình nó gót quá trời gót ra không cái thằng trước đánh cặp coi thằng coi xem đâu đánh nông tốt nói chung là nó đánh bình thường
có hai em Hồng Kông đều sinh, hai hai em đều sinh luôn á. Cái thằng đi nó lâu rồi, có đi xem không lâu rồi. Ai cũng mập, anh đâu có để ra mồ hôi được mỡ. Thì đã nói rồi, chứ đã nói nó phục không tốt mà. Thì nghe mấy cháu mà nó kê lại được, cái lần kia nó có cầu đập liền, nó không kê được. Mấy người nam nào cũng mặc mấy con đôi học cái chùm mặt vì tí không nãy nhìn nó ốm hơn con này luôn á. Ừ, không phải là mình nhìn trên đó mình cảm giác nó mập là so với đám kia thôi, nhưng mà mình trực tiếp đó, nó cũng là hơi bị đầy đặn tí không đấy, mới thấy nó ở đây lúc tôi vô đây. À, cái cổ tay có cái xe nó phụ mà thì khó đoán lắm. Không, mấy đứa đặt cấp rồi, nó là mấy đứa nó đánh ở trình độ cao rồi là anh thấy bình thường lại. Đánh láng nó quen vậy mà. Nó quen rồi. Chứ không phải là mấy ngày nó đánh thường xuyên rồi tình cạn. Còn tư vấn cái thằng kia đánh cái thằng bậy quá.
không không, đây là trình độ nó là kiểu như là gọi là mức độ ngang nhau hết rồi. Bạn có trên là 10 đến 20%. Ờ, không có nhiều rồi, chỉ là thịt. Con nó như đánh đồ nam nữ luôn á, cái con đẹp tính nó đánh đồ nam nữ nữa. Cái dễ bị quấn, dễ bị quấn. Tắt đi.